Chào các bạn. Hôm nay là ngày 1 tháng 9, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh ở Việt Nam. Lời đầu tiên thì chúc cho mọi người có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Tôi quay lại nói chuyện thời sự một tí xíu. Thì trong mấy ngày qua đó, thì cái sự kiện thời sự mà thu hút cái sự chú ý của cả thế giới đó, thì có thể là kể đến là cái chết của ông Mikhail Gorbachev. Theo đó thì tối muộn ngày 30 tháng 8 đó, theo giờ của Nga đó, thì ông Mikhail Gorbachev ông đã từ trần ở cái tuổi 91. Thì nói về ông Mikhail Gorbachev đây nè, thì nó cũng có những nhiều cái luồng ý kiến trái chiều. Đối với phần đông á, đối với số đông á, thì một người như ông Gorbachev đây nè, thì được xem là công thần khi ông đã góp phần quan trọng vào cái việc là đạp đổ cái hệ thống xã hội chủ nghĩa. Qua đó thì giúp cho cái chiến tranh lạnh nó kết thúc, và có thể nói là nó đã góp phần quan trọng vào việc là giải phóng cái nhân loại. Tuy nhiên á, là cũng có một số ít người họ coi ông này giống như tội đồ á, vì đã làm cho cái hệ thống xã hội chủ nghĩa nó sụp đổ. Cái điều này thì nó được thể hiện rất rõ qua cái việc là ngay sau khi có tin ông này ông chết á, thì tôi thấy trên một số cái trang báo ở Việt Nam á, báo chính thống á, thì người ta có đăng một số bài viết mà trong đó là cái giọng điệu á, là người ta mỉa mai ông Gorbachev này. Tuy nhiên các bạn cũng rất may là có những bài viết này thì tôi theo dõi thì tôi thấy nó chỉ tồn tại một thời gian ngắn thôi, sau đó đa số đến giờ thì người ta đã gỡ hết rồi. Thì về cái việc mà ông này á, ông Gorbachev này mà có đa, trong khi thế giới phần đông á, thì người ta xem là công thần á, trong khi là có những người họ xem là tội đồ á, thì xuất phát từ cái việc như tôi vừa trình bày đó, là ông này ông đã góp phần quan trọng vào việc là làm cho cái hệ thống xã hội chủ nghĩa nó sụp đổ, làm cho cái thành trì xã hội chủ nghĩa nó sụp đổ. Qua đó thì kết thúc được cái chiến tranh lạnh. Thì có thể nói đối với cá nhân Gorbachev này nè, những gì ông làm được á, thì cũng có cái công thì cũng là đó, mà tội cũng là đó. Nhận định như thế nào á, thì nó tùy vào cái ý thức hệ của mỗi người thôi. Tùy vào cái ý thức hệ, tùy vào cái quan điểm cá nhân của mỗi người thôi. Thì đối với nhận định của riêng tôi á, thì tôi thấy một người như ông Gorbachev này nè, thì thật sự ổng cũng là một cái người cộng sản trung kiên thôi, như bao nhiêu người khác. Và cái việc mà ổng thực hiện các cái cải cách á, từ đó nó làm cho cái xã hội chủ nghĩa, cái chính thể xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô nó sụp đổ á, thì theo nhận định cá nhân á, thì tôi cho rằng thật sự cái điều này nó nằm ngoài cái mong muốn của ổng. Tức có nghĩa là ổng không cố tình để mà làm cho cái chế độ xã hội chủ nghĩa nó sụp đổ. Đó là hoàn toàn nó nằm ngoài cái ý thức cá nhân của ông. Cái điều mà đáng khen của ông ở đây á, điều đáng khen của ông Gorbachev này á, là so với những người tiền nhiệm của ông á, và so với những lãnh tụ xã hội chủ nghĩa, thì ông này á, có thể nói là phần nào đó là ông thức tỉnh. Ông thức tỉnh và ông sáng suốt hơn những người tiền nhiệm của ông, cũng như là so với những người lãnh tụ xã hội chủ nghĩa khác. Tức là ông nhìn thấy được những cái vấn đề tồn tại của cái chính thể xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là cái chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô khi đó. Thật sự là ông đã nhìn thấy quá nhiều cái vấn đề. Và cái việc mà ông thực hiện các cái cuộc cải cách á, các cái cải cách á, thì thật sự theo cái đánh giá cá nhân của tôi á, là ông thực hiện những cái việc đó với cái mong muốn á, là để duy trì cái sự tồn tại của Liên Xô, chứ không phải là ông không thực hiện để cho Liên Xô nó sụp đổ, để thúc đẩy Liên Xô sụp đổ. Tuy nhiên á, cái việc mà Liên Xô nó sụp đổ từ cái việc mà ông Gorbachev ông thực hiện các cái cải cách á, thì nó cho thấy một cái thực tế rằng á, là theo đánh giá cá nhân của tôi á, đó là nó nói lên một cái thực trạng là vào cái thời điểm á, những năm cuối của thập niên 80 á, đầu thập niên 90 á, thì khi đó thì những cái tồn tại của Liên Xô thật sự là nó ở tới cái giai đoạn là gọi như là nan y rồi, không cứu chữa được nữa, chỉ cần một cái tác động nhẹ thì nó ngã thôi, nó đổ nhào thôi.
Thì nói ra cái việc này để cho thấy rằng thật ra cái việc mà ông Gorbachev này ông được ông trở thành cái người hùng đối với cái thế giới văn minh, đối với cái những cái người yêu chuộng hòa bình đó, thì thật sự theo tôi đánh giá cũng là một cái sự vô tình thôi, một sự tình cờ. Chứ còn về cơ bản mà nói thì một người như ông Gorbachev thì thật sự ổng cũng là một người cộng sản trung kiên. Cái mục đích của ổng cũng chỉ là giúp cho duy trì thêm cái Liên Xô, nó kéo dài thêm cái sự tồn tại của Liên Xô thôi. Thì cũng may là nhờ ổng là cũng ít, ổng cũng là ổng cũng tỉnh ngộ và ổng nhìn thấy những cái vấn đề và ổng mạnh dạn thực hiện các cái cải cách. Từ đó nó thúc đẩy cái việc là nó sụp đổ cái hệ thống cái thành trì Liên Xô, rồi cái Đông Âu, qua đó là nó cũng chấp dứt luôn cái chiến tranh lạnh. Chứ nếu mà ổng giống như những cái người tiền nhiệm của ổng á, những cái người tiền nhiệm của ổng thì theo nhận định cá nhân của tôi á, thì có thể là họ không nhìn thấy, họ không nhìn ra những cái vấn đề của Liên Xô, của cái hệ thống xã hội chủ nghĩa, hoặc là người ta có nhìn thấy, tuy nhiên là người ta níu kéo, người ta vá víu để rồi cái hệ thống xã hội chủ nghĩa nó tiếp tục tồn tại, cái chiến tranh lạnh nó tiếp tục tồn tại. Thì không biết thì đến bây giờ thì thế giới nó sẽ như thế nào, thì cái điều này mình cũng không nói được. Thì quay lại với cái ông Gorbachev này nè, thì theo dõi cái ông này á, thì tôi có thấy một cái điều rằng á, là khi lúc mà ông còn sinh thời á, đặc biệt là khi ông còn khỏe đó, khi ông còn khỏe thì cái mối quan hệ với ổng với ông Putin đó là thật sự là một cái mối quan hệ mà cơm không lành canh không ngọt. Ổng đã có rất nhiều lần á là ông Gorbachev này ổng chỉ trích cái ông Putin, chỉ trích cá nhân ông Putin, rồi ổng chỉ trích cái chính phủ của ông Putin, ổng chỉ trích cái cá nhân và chính phủ của ông Putin á, vì những cái vấn đề á, là cái chính phủ và cũng như cái cá nhân ông Putin á, thì càng ngày càng độc tài. Và cái những cái cặn thằn xung quanh của ông Putin á, thì rất nhiều lần bị ông Putin, ông Gorbachev này ông chỉ trích là những cái thành phần ăn hại, những cái thành phần mà lũng đoạn tham nhũng lợi ích nhóm. Và ông Putin thì cũng thế. Thật sự ra nếu chúng ta theo dõi thì chúng ta sẽ nhớ có những cái thời điểm á, có rất nhiều lần á, là ông Putin ông cũng chỉ trích ông Gorbachev. Và ông chỉ trích cái sự việc á, mà cái Liên Xô sụp đổ. Trong nhãn quan của ông Putin á, thì cái việc Liên Xô sụp đổ là một cái gì đó, một cái tai họa đối với thế giới. Thì cái đó là cái quan điểm của ông Putin. Thì từ cái việc này nè, từ những cái sự việc này thì có thể thấy là những người như ông Gorbachev và ông Putin á, là có thể là những người có những ý thức hệ, những cái tư tưởng, những cái quan điểm nó ngược nhau. Chính vì vậy mà nó dẫn tới một cái thực tế là khi mà hai người, khi ông Gorbachev không còn khỏe, không còn minh mẫn á, thì ổng với ông Putin là có mối quan hệ với hai người này cũng không tốt. Thì đó là cái tình tiết đầu tiên. Thì quay trở lại với cuộc chiến tranh ở Ukraine đó, thì hôm nay đã là ngày thứ 190 rồi. Như vậy là cuộc chiến tranh này nó đã đi qua một cái chặng đường rất là dài rồi, hơn nửa năm rồi. Thì mặc dù á là cái diễn biến trên thực địa trong thời gian mấy ngày trở lại đây, nếu chúng ta theo dõi thì chúng ta sẽ thấy là nó đã có những sự thay đổi. Khi á mà mới cách đây mấy ngày á, vào cái ngày mà Ukraine họ kỷ niệm lễ độc lập á, thì Nga gần như là đồng thời họ tổ chức rất nhiều cái mũi tấn công. Theo ghi nhận thì có đến 6 mũi tấn công được Nga họ tổ chức trên nhiều cái mặt trận, với cái mục đích á, đầu tiên á là phá hoại cái ngày lễ độc lập của Ukraine. Thứ hai nữa thì có lẽ là họ cũng mong muốn là chiếm thêm được đất đai lãnh thổ thôi. Tuy nhiên cái kết quả ghi nhận được thì cái việc mà các cái mũi tấn công của quân đội Nga nó gần như là họ không đạt được cái mục đích nào hết. Cái điều này nó cho thấy là đến giờ điểm này, thời điểm này thật sự là quân đội Nga họ yếu lắm rồi. Thật sự họ rất yếu rồi. Rồi về phía Ukraine, thì nếu chúng ta theo dõi thì từ ngày 29 tới giờ, 29 tháng 8, tức là bữa nay là bước sang ngày thứ tư, thì Ukraine họ cũng đã thực hiện phản công ở cái vùng phía nam, cái vùng Kherson. Họ chính thức phản công để mà giành lại cái vùng này.
Thì cho đến hôm nay thì cũng đã có những cái thành tựu nhất định. Phía Ukraine họ đạt được những cái thành tựu nhất định. Tuy nhiên, nhận định tổng thể về cuộc chiến tranh này thì theo quan điểm cá nhân của tôi, thì bất chấp những cái thực tế trên chiến trường nó xảy ra trong mấy ngày hôm nay, thì ở góc độ cá nhân này tôi vẫn cho rằng là cái vấn đề lớn nhất của cuộc chiến tranh này cho đến bây giờ là cái tương quan lực lượng giữa hai bên nó gần như nó bị thu hẹp. Tức là nó nôm na là đến thời điểm này thì không bên nào mạnh hẳn mà cũng không bên nào yếu hẳn. Từ đó nó dẫn tới một cái thực tế là cái cuộc chiến tranh nó càng ngày thì nó càng bị đẩy vào cái thế là tiêu hao giằng co. Thì nói về cái ý này thì cho đến hôm nay nếu chúng ta theo dõi thì chúng ta không khó để nhận ra một điều rằng là cho đến ngày hôm nay thì cái sự vượt trội quân đội Nga đó nó không còn mạnh như cái thời điểm đầu cuộc chiến nữa. Cái sự vượt trội về mặt lực lượng, về mặt vũ khí của quân đội Nga thì đến thời điểm này nó không còn mạnh như cái giai đoạn đầu nữa. Từ đó cái bước tiến của quân đội Nga thì nó gần như nó bị dừng, nó bị chặn lại một cách hoàn toàn luôn. Còn phía Ukraine đó thì rõ ràng so với thời điểm đầu cuộc chiến thì đến bữa nay thì thật sự là quân đội Ukraine họ mạnh lên trong thái. Họ mạnh từ lực lượng cho tới vũ khí cho tới tinh thần. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay để mà nói, nếu mà nói là quân đội Ukraine họ mạnh đến mức mà họ đủ sức để họ tổ chức họ những cái trận đánh lớn, những cái cuộc phản công trên diện rộng để mà thu hồi là lãnh thổ, thì tôi nghĩ tôi cho rằng vẫn là chưa. Tức là Ukraine họ vẫn, tuy là họ có mạnh lên, tuy nhiên vẫn chưa đủ sức để mà tổ chức những cái cuộc phản công trên diện rộng, cuộc phản công trên quy mô lớn. Thì từ đó nó dẫn tới một cái hệ quả đó, là cái cuộc chiến này nó cứ nó giằng co, nó kéo dài vậy. Bởi vì một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia mà, thì từ cổ chí kim giờ thì phần lớn là nó kết thúc bằng gần như là chung một cái kịch bản. Đó là phải có một bên thua, một bên thắng. Còn những cái cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia mà kết thúc bằng cái tỷ số hòa thì nó hiếm lắm. Tiêu biểu cho cái cuộc chiến tranh mà nó kết thúc theo cái kiểu là hòa nhau thì có thể kể ra là cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 50 cho đến năm 53. Thì từ ngày đầu cuộc chiến cho đến khi mà các bên gặp nhau ở bàn môn điếm để mà ký hiệp định đình chiến thì thật sự là tại cái thời điểm đó thì cũng không có bên thua mà cũng không có bên thắng. Tức là bên Mỹ với bên đồng minh thì cũng không thắng mà cũng không thua. Trong khi ở phía Bắc thì với cái sự yểm trợ của Trung Quốc với Liên Xô thì họ cũng không thắng mà họ cũng không thua. Thì về mặt lý thuyết cho đến tận ngày hôm nay thì cuộc chiến tranh này về mặt lý thuyết thì nó vẫn còn đang tồn tại. Thì đó có thể xem là một cuộc chiến tranh hiếm hoi, nó kết thúc bằng tỷ số hòa. Tuy nhiên là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine nè, thì tôi nghĩ là nó sẽ không kết thúc theo kịch bản đó đâu. Chắc chắn là phải có bên thắng bên thua. Thắng kiểu nào, thua kiểu nào thì mình chưa biết được, nhưng mà chắc chắn là sẽ có bên thắng bên thua. Và cho đến ngày hôm nay mặc dù đã là ngày thứ 190 rồi, cái thiệt hại của hai bên cho đến thời điểm này thì có thể xem là rất là lớn rồi. Tuy nhiên không vì thế mà cái quyết tâm cũng như là cái mức độ tàn khốc của cuộc chiến này nó giảm đi. Thậm chí là nó không giảm đi mà nó còn tăng lên nữa. Cả hai bên luôn. Cả hai bên thì cái quyết tâm của cả hai bên thì cho thấy rằng là không những là không giảm đi mà còn tăng lên nữa. Thể hiện qua những cái hành động và cả những cái tuyên bố nữa. Bên phía Nga thì cách đây mấy ngày thôi. Mới cách đây mấy ngày thì ông cựu tổng thống, cựu thủ tướng ông Medvedev đó, ông tuyên bố rằng là ngay cả bây giờ nếu mà Ukraine từ bỏ cái việc gia nhập NATO á, thì cũng không đủ để cuộc chiến này nó dừng lại. Và cái việc quân đội Nga họ sẽ tiếp tục họ theo đuổi cuộc chiến này cho đến khi nào đạt được đầy đủ tất cả các mục đích họ đặt ra. Thì cái tuyên bố của này của ông Medvedev thì cho thấy rằng tức nghĩa là cuộc chiến này thì phía Nga họ sẽ tiếp tục theo đuổi. Rồi bên phía Ukraine thì thậm chí cho đến ngày hôm nay thì cái quyết tâm của họ nó còn tăng nữa. Nó thể hiện qua cả cái hành động và cái lời nói. Hành động thì trước đây thì rõ ràng là người ta chỉ gói gọn những cái hoạt động quân sự của Ukraine đó
thì nó chỉ gói gọn ở trong những cái nơi như là miền Đông, miền Nam rồi thôi, chưa có cái bán đảo Cà Rum. Trong thời gian gần đây nếu chúng ta theo dõi thì rõ ràng là các cái hoạt động của quân sự của phía Ukraine nó ở bán đảo Cà Rum rất là mạnh. Chỉ trong vòng khoảng 1 tháng trở lại đây thôi thì người ta thống kê là đã có hơn 40 cuộc tấn công của Ukraine ở cái bán đảo Cà Rum. Và đỉnh cao của việc này là nó thể hiện qua các cái tuyên bố từ của ông Zelensky cho đến các cái quan chức cao cấp của phía Ukraine. Thì họ tuyên bố rằng là cái khái niệm mà toàn vẹn lãnh thổ của phía Ukraine vào thời điểm này thì nó không chỉ gói gọn ở miền Đông và miền Nam không, mà nó còn bao gồm cả cái bán đảo Crimea nữa. Thì tất cả những cái hành động và những cái tuyên bố này nè thì nó cho thấy một cái điều rằng là mặc dù cuộc chiến nó đã rất là dài rồi và tiêu hao thiệt hại cũng đã rất là nhiều rồi, xong á là cái quyết tâm và của hai bên này là nó không giảm xuống, thậm chí nó còn tăng lên nữa. Và với tương quan lực lượng của hai bên cho tới thời điểm này á, thì có một điều chắc chắn là cuộc chiến này nó sẽ còn kéo dài, thậm chí là nó rất là dài và thiệt hại á, thì sẽ còn rất là nhiều nữa. Cái kịch bản cuối cùng cho cuộc chiến này cho đến thời điểm này á, để nói nó như thế nào thì tôi nghĩ là nó cũng rất là khó. Tuy nhiên á, thì một cuộc chiến thì cuộc chiến nào rồi cũng sẽ đến lúc nó phải kết thúc thôi. Thì với thực trạng của cuộc chiến tranh này nè, thì cho đến ngày hôm nay á, thì dưới quan điểm cá nhân của tôi á, thì tôi cho rằng là trong thời gian ngắn hạn trước mắt á, thì nó vẫn diễn ra theo cách như nó diễn ra từ đầu đến giờ, tức là hai bên họ vẫn đeo đuổi những cái mục đích của họ và máu thì tiếp tục đổ. Tuy nhiên á, là thật ra thì chúng ta không ai mong muốn cuộc chiến tranh nó kéo dài. Và với cái cuộc chiến tranh này á, thì cái kịch bản nào để cho nó hy vọng rằng nó sẽ kết thúc sớm, nó sẽ có những cái bước ngoặt sớm. Thì về cái việc này á, thì dưới quan điểm cá nhân á, thì khi theo dõi trên các cái diễn đàn á, thì tôi thấy nhiều người họ đề cập tới cái việc á, là rất có khả năng á, ở một cái thời điểm nào đó bị dồn vào thế chăn tường á, thì ông Putin ông lại đem vũ khí hạt nhân ra ông sử dụng. Thì cái đây á, thì cũng có thể là một cái khả năng, tôi cho rằng cũng là một cái khả năng, bởi vì với một người như ông Putin thì thật sự là không có gì ông không dám làm hết trơn á, cái gì ông cũng dám làm hết trơn á, để đạt được mục đích của ông thì không loại trừ cái khả năng nào hết trơn á. Tuy nhiên tôi lại không đánh giá cao cái kịch bản này, bởi vì thật sự ra mà nói á, cái điều đầu tiên á, cái việc mà sử dụng vũ khí hạt nhân á, thì rõ ràng là tất nhiên là nó sẽ giúp cho cuộc chiến tranh này nó kết thúc sớm. Tuy nhiên là với một người như Putin, mặc dù ông là một cái người tham vọng điên cuồng, tuy nhiên tôi nghĩ ông Putin á, thì ông lại rất là nhát gan. Nó thể hiện qua cái việc là dịch Covid là ông trốn kỹ luôn, gần như ông tách biệt với thế giới xung quanh luôn. Rồi nhiều cái vấn đề nữa. Thì từ đó nó dẫn tới một cái kết luận chủ quan rằng á, là cái khả năng mà ông Putin ông sử dụng bộ tới vũ khí hạt nhân á, thì nó đã, thật sự nó rất là thấp. Ngay cả vũ khí hạt nhân chiến thuật đi nữa thì tôi nghĩ là tôi cũng không đánh giá cao khả năng đó. Chưa kể cái việc á, là thật sự á, mà để khởi động một cái quy trình tấn công hạt nhân á, thì theo theo cá nhân của tôi á, thì thật sự là nó vô cùng phức tạp. Nó trải qua rất nhiều bước với sự tham gia của rất nhiều người. Thì ngay cả mà ông Putin ông có muốn xài đi nữa, muốn sử dụng vũ khí hạt nhân đi nữa, thì tôi nghĩ là ông cũng chưa chắc ông đã khởi động được cái quá trình đó. Chính vì vậy mà tôi không đánh giá cao cái kịch bản này. Với nhận định của riêng tôi thì tôi đánh giá cao cái kịch bản mà tôi sắp trình bày tới đây là để cho cái cuộc chiến này nó sớm có ngã rẽ và nó sớm kết thúc á, chứ nếu không á, nếu không có một cái bước ngoặt nào đó thì cuộc chiến này chắc chắn nó kéo rất là dài, có thể 5 năm 10 năm cũng không chừng. Tuy nhiên mà cái hy vọng để cho cuộc chiến này nó kết thúc sớm á, thì dưới quan điểm cá nhân tôi á, là nó sẽ tổng hòa của cả hai kịch bản, tức là ít nhất là trong ngắn hạn tới đây á, thì cuộc chiến nó vẫn vậy diễn ra theo cái cách như từ đầu đến giờ, tức là cứ hai bên cứ giằng co với nhau, thiệt hại vẫn cứ đến và máu thì vẫn cứ tiếp tục đổ.
cho đến một cái thời điểm nào đó, cho đến một cái thời điểm nào đó, khi mà cái nền kinh tế Nga đó, cái đất nước Nga đó, họ ngấm đủ khó khăn á, tức là nói về cái việc này á, thì đại khái nó như thế này nè, tức là khi mà phát động cuộc chiến này á, thì rõ ràng là cái nước Nga cho đến bây giờ thì họ bị, họ gần như họ hứng chịu cái một núi lệnh cấm, một núi trừng phạt. Từ đó nó đẩy cái xã hội Nga, cái nền kinh tế Nga vào một cái tình huống là vô cùng bí bách. Thật sự là mặc dù là phía Nga và các cái cơ quan truyền thông thân Nga thì họ cố tình họ che giấu cái việc này. Tuy nhiên tôi nghĩ là không cần phải cao siêu gì mà để nhìn ra cái việc này đâu. Thực tế cái xã hội Nga nói chung và cái nền kinh tế Nga nói riêng đến bây giờ là thật sự nó vô cùng bí bách rồi. Thì ở dưới góc độ cá nhân tôi cho rằng là tình trạng nó cứ diễn ra theo cách như thế này. Đến một cái thời điểm nào đó, khi mà cái xã hội Nga nó không thể chịu nổi nữa thì nó sẽ bùng nổ. Một số cái giới nào đó, có thể là giới quân đội, cái giới tài phiệt, hay là một, hay là đại loại là một cái, sẽ có một cái thành phần nào đó, một cái thế lực nào đó trong xã hội Nga, đến một lúc nào đó họ không chịu nổi nữa, thì khi đó tôi tin chắc chắn là sẽ có biến cố xảy ra. Với cái nhà nước của ông Putin, với cái chính phủ của ông Putin và với cá nhân của ông Putin. Và khi đó thì tôi nghĩ là cuộc chiến tranh nó sẽ có cái ngã rẽ. Và cho đến thời điểm này thì tôi nghĩ là đây gần như là cái kịch bản duy nhất mà để cuộc chiến tranh này nó sẽ kết thúc sớm. Nó sẽ sớm kết thúc. Chứ còn nếu cứ cùng nhày cù cưa kiểu này thì chắc chắn nó sẽ còn kéo rất là dài. Bởi vì đơn giản là bây giờ dù muốn dù không thì ông Putin cũng đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, không thể nào xuống được nữa. Bây giờ cho dù ông Putin và bên phía Nga họ cũng muốn dừng cuộc chiến tranh này lại, tôi nghĩ là cũng không dừng được, rất khó. Còn bên phía Ukraine và cái thế giới phương Tây thì rõ rồi, có một điều chắc chắn là họ sẽ không bao giờ chấp nhận để mà thua trước ông Putin đâu. Bởi vì nếu mà chấp nhận, thế giới phương Tây mà người ta chấp nhận thua trước ông Putin trong cái lần này thì coi như là cái sự tồn tại của thế giới phương Tây là nó bị thách thức, nó thách thức đe dọa nghiêm trọng luôn. Chính vì vậy mà nếu mà không có cái biến cố nào xảy ra trong thời gian tới thì chắc chắn cuộc chiến tranh này sẽ còn kéo rất dài. Chính vì vậy mà ở góc độ cá nhân thì tôi cho rằng cái kịch bản duy nhất mà để cuộc chiến này nó kéo dài, nó sớm kết thúc á, thì chỉ còn một cái cách á, là trước mắt nó vẫn cứ diễn ra theo cái cách từ đầu đến giờ. Rồi đến một lúc nào đó cái xã hội Nga người ta không chịu nổi nữa, thì khi đó cuộc chiến tranh nó sẽ có cái bước ngoặt. Và cái kết thúc của ông Putin á, tôi nghĩ rằng á, nó cũng sẽ rất giống như cái kết thúc của những cái nhà độc tài khác trong lịch sử. Ví dụ như cái kiểu như ông Hitler hay là cái ông Gaddafi rồi đó. Tức là cái kịch bản cuối cùng dành cho ông Putin đó, tôi nghĩ là có lẽ là nó cũng giống như rất nhiều cái kịch bản mà những cái nhà độc tài trong quá khứ người ta từng gặp phải. Từ ông Hitler rồi cho đến ông Gaddafi rồi tới đó, hay là ông Saddam Hussein chẳng hạn. Đó là những cái kịch bản quen thuộc. Thì đó là vài cái nhận định cá nhân của tôi xoay quanh những một số cái sự việc nó diễn ra trong vài ngày vừa qua. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh và ủng hộ cho kênh. Chào mọi người nha. Một lần nữa là chúc mọi người có một cái kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc. Bye bye.